Bộ trưởng Hành chính và An toàn Hàn Quốc Y Sang-min ngày 7 tháng 12 cho biết, chính phủ dự kiến sẽ thảo luận về phương hướng điều chỉnh nghĩa vụ đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 trong cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn trung ương vào ngày 9 tháng 12 tới. Sau đó, chính phủ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý trong ngày 15 tháng 12, họp tư vấn với các chuyên gia để lập ra phương án điều chỉnh cuối cùng trong cuối tháng này. Ông Y nhấn mạnh việc nới lỏng nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín cần được quyết định sau khi thảo luận với Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương, tương tự khi chính phủ thảo luận với cơ quan trên khi thực thi các biện pháp phòng dịch chính như giãn cách xã hội. Theo Bộ trưởng Hành chính và An toàn, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp, các yếu tố bất ổn vẫn đang tồn tại. Số ca nhiễm mới COVID-19 tính đến 0 giờ ngày 7 tháng 12 là hơn 74.000 ca, nhiều nhất trong vòng 12 tuần, xét riêng các ngày thứ tư. Số ca mắc nặng nhập viện điều trị duy trì ở mốc 400 ca 19 ngày liên tiếp, thêm 54 ca tử vong. Mùa đông năm nay được dự đoán là định điểm của đợt tái bùng dịch, nên việc duy trì hệ thống phòng dịch thống nhất trên toàn quốc là quan trọng hơn bất cứ lúc nào hết. Phát biểu này của ông Y được cho là nhắm vào việc một số chính quyền địa phương như thành phố Thê Trơn và tỉnh Nam Trung Trong gần đây để ngõ quyết định dỡ bỏ nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín. Giám đốc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc Park Kyung-ran cho biết, hiện đang cân nhắc phương án điều chỉnh điều khoản về phát tiền liên quan đến đeo khẩu trang, nhưng sẽ khuyến nghị người dân tự nguyện đeo khẩu trang. Nếu sớm, thời gian điều chỉnh là vào tháng 1 năm sau, muộn là trong khoảng tháng 3. Nghĩa vụ đeo khẩu trang tại các cơ sở dễ lây nhiễm sẽ vẫn được duy trì nhằm đảm bảo nhóm người có nguy cơ rủi ro nhiễm cao.